dáng đầm đuôi cá luôn luôn là những form dáng để giúp các quý cô xinh đẹp nhà Melia tôn chọn những đường nét cực kỳ mềm mại trên cơ thể của mình. Và với thiết kế mới nhất đến từ bộ sưu tập của Melia thì chắc chắn các quý cô sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ một gam màu đỏ ruby hết sức ấn tượng, vô cùng quyến rũ nhưng mang một phong thái và khí chất riêng biệt dành cho người diện. Và thiết kế này sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ ở trong 3 giây đầu tiên bởi cách thiết kế khá là điệu đà ở phần thân trên. Dáng thiết kế trễ vai đem đến cảm giác mềm mại hơn và tôn xương quai xanh cho các chị em. Và với những đường xếp ly khéo léo và sự đính kết thủ công từng viên đá pha lê càng khiến cho thiết kế này trở nên đẳng cấp hơn bao giờ hết. Và dòng chất liệu vải gấm chun có độ co giãn rất dễ chịu, chắc chắn sẽ là một sự trải nghiệm tuyệt vời đối với tất cả các quý cô xinh đẹp nhà Melia. Và bên cạnh đó thì thiết kế này là một thiết kế mà các quý cô không thể không sở hữu bởi vì nó hách dáng cực kỳ tốt, sẽ giúp các quý cô có thể tự tin và tỏa sáng dù ở bất kỳ nơi đâu. Vậy thì còn chần chờ điều gì mà chúng ta không sở hữu ngay trong khi mùa lễ hội của chúng ta đang đến gần rồi? Hai cách thức mua hàng quen thuộc đến từ Melia. Nếu như có thời gian, hãy ghé showroom bên em để thử nhé. Còn nếu như không có thời gian thì chúng ta có thể đặt hàng online. Melia cho các chị được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và free ship toàn quốc đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.